Xin chào bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Đôi qua mùng 8 tháng 3, bạn gái nhận kết đắng. Mới đây, mạng xã hội đã xôn xao với một clip chàng trai thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người yêu ngay trước cửa nhà nghỉ. Clip này đã được cho là quay tại Thừa Thiên Huế và một số thông tin cho rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả là do cô gái đòi quà mùng 8 tháng 3 của người yêu. Đoạn đầu clip ghi lại cảnh chàng trai trẻ đang ngồi cạnh, kéo tay, lay người một cô gái mặc váy màu nâu đang gục trước cửa nhà nghỉ. Thấy cô gái nằm bất tỉnh như vậy, nhiều người xung quanh đã xúm lại hỏi han. Một lát sau, cô gái cũng tỉnh lại. Nhưng điều khiến nhiều người xung quanh bất ngờ là đôi trẻ ngay lập tức lại tiếp tục cãi cọ. Tiếp đó thì cô gái vùng vằng bỏ đi, chàng trai lập tức đuổi theo. Và dường như anh đang ép cô gái tiếp tục phải đi cùng mình. Có vẻ như đã quá bực bội, cô gái đáp trả chàng trai bằng một cú bạt tai. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Những người xem clip lại càng giật mình hơn trước hành động khá thô bạo của chàng trai khi anh ta vòng tay qua cô gái, ép cô phải đi theo mình. Khi xem hết clip nói trên thì không ít cư dân mạng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Một số người cho rằng nếu sự việc này đã đúng, có lẽ là vì cô gái đòi hỏi một thứ gì đó quá tầm kinh tế của bạn trai nên khiến anh ta bực bội mà hành động nóng nảy. Tuy nhiên nhiều người phản đối lý do nói trên. Họ cho rằng dù sao đi nữa, việc đánh một cô gái đến mức cho cô khiến phải nằm gục ngoài đường, sau đó lại tiếp tục có những hành động thô bạo là điều gây bức xúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và TSM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ rằng, nhớ like và ấn theo dõi TSM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức của trong ngày. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye!